Ladies and gentlemen, welcome to the Destiny Hostel today. And now we chơi bắn súng. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi liệt kê. Mình sẽ có câu hỏi dành cho từng cặp. Hai người bắt đầu liệt kê với nhau. Quả tu sĩ được liệt kê trước. Ai dừng lại là thua. Rồi, quả tu sĩ chọn đội, chọn cặp đi. You ready? 3, 2, 1. Nhiều. Mình nam là mỗi người chim mà. Không, không, không. Tự nhiên đi. Chứ bắt mời phải vậy. Lỡ hai người nam mà mạnh quá sao? Sao mạnh? Chơi chơi. Chơi. Biết câu hỏi gì không? Nhiều ra ít bị. Rồi chú bị. Rồi kem một người đó chung với chú. Nhiều ra ít bị. Ủa hai mình cặp á hả? Đúng rồi. Đấu với nhau á, một cặp đấu với nhau á. Ừ, một cặp đấu với nhau. Là em với Vy. Hợp lý. Cặp nào chơi trước ạ? À? Tôi với cô chơi trước. Dạ. Rồi mời bắt cặp trúng thưởng. Tôi cầm cái súng của tôi. Bóp đi, cho con bóp ra. Kể tên năm loại chuối. Mời kể. Là đếm từ mỗi năm hả? Chuối sim, chuối ta, chuối cao, chuối sứ, chuối hột. Đúng rồi. Hai, hai, hai. Tới tôi. Sao em hả dạ vậy? mình thắng rồi. Như kìm nén. Cái người đi đọc giùm đi. Đúng rồi, hai người không chi? Kể tên 5 món bún có nguyên liệu cá trong đó. Bún cá ngừ. À, bún cà rô. À, à, bún bún nước lèo, bún mắm, à, bún bún. Tiếp tới cô đó. Tiếp tới con hả? Sao tôi đố chậm vậy ta? Kể tên 5 loài cá biển. Trời thua chắc. 5. Cá mập, cá heo, cá voi. 2. Cá bắp. Giờ. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cá bắp. Giờ. Ủa sao cô tôi không được? Ủa làm có bóp lại không? Tại cái số đó thường bóp. Thôi không được, thôi tôi thua có được đó rồi. Giờ chứ được tôi bóp. Bắn đi chú. Kể tên 5 dịp lễ Việt Nam được nghỉ. 30/4, 1/5, 1/6, 8/3, 1 gió sai lại bóp. 1 gió sai lại bóp. Tới lượt cô đó. Tháng 9 rồi 14. Tháng 9, tháng 9 chú không lộn. Mấy người đứng sau đọc chứ. Liệt kê 5 bộ phận cơ thể người bắt đầu bằng chữ C. 5. 5. Nhanh. Từ từ. 10 giây. Chỉnh. Cổ. Cầm. 5. 7. 6. 5. Cô vợ. 2. 1. Ủa? Chú ơi, chú đã đợi súng đây. Hết chưa? Hết chưa? Mấy lượt rồi? Trời ơi, con thua rồi chú ơi. Đó, tới cô đó, cô lên. Chưa mà thua. Ân qua đây đập. Để tôi đập cho. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Tụi Vy bóp đi. Vy bóp chưa đi. Câu này cho 10 giây. Quảnh tù xì. A thắng được quyết định. Xìm. 1, 2, 3. Quảnh tù xì. 1, 2, 3. Thắng. Con chọn không? Hay không chọn? Con không chọn. Đúng rồi, để ra đi. Kể tên 5 người nổi tiếng có nghệ danh gắn liền với củ quả. Củ quả chỗ nhà ai đó? À, Ngô Kiến Quy. 1. À, 2. Củ dền. Nani? 3. Củ dền lại. 3. Củ dền lại. 1. Chưa diễn hả? Củ dền là... Củ dền lại. Là ông quay phim của mình nè. Táo. Orange. Táo. Cam là orange. 3. 2. Bắn. Bắn. Bắn đi. Miro, Miro là gì? Cụ già nổi tiếng gì mà sao không biết? Cụ già. Trong ngày hỏi cụ già ai cũng biết. Em rửa mặt cho anh đó. Bốn người mới kể được bốn người. Tiếp theo. Rồi giờ quảnh tôi xe dành quyền trả lời. Ai thắng thì được quyết định. Xả đi con. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Thua. Thắng rồi. Em trả lời đi. Rồi. Kể tên 5 hồ nước nổi tiếng ở Việt Nam. Hồ Con Rùa, hồ Ba Bể, hồ Sơn Hương, hồ Phú Ninh, hồ Cúc, hồ Cúc. Trời nó cúc đó. Ủa hồ Phú Ninh là hồ gì chú? Hồ Phú Ninh là hồ ngoài quê chú, ngoài Quảng Nam mình đó. Trời ơi con bị yếu luôn á. Mà có hồ Con Rùa luôn à. Hồ Con Rùa. Hồ nước còn hồ Rùa là hồ Cảnh Quan. Quảnh tù xì. 1, 2, Quảnh tù xì. Tù Quảnh tù xì. Con thắng rồi đó. À, con thắng rồi đó con. Con thắng rồi đó. Con trả lời. Ok. Wow.
Con tên gì? Con tên Vi. À đây biết không? Anh Phát là. À đây. Thiên Ân. Còn chú tên gì? Còn chú tên là Trường Giang. Đúng rồi, hồi sáng anh gặp ai? Hồi sáng này con gặp chị Liz Kim Cương. Quá giỏi, kể tên năm nghệ sĩ đã từng tham gia nhà trò Destiny đi. À, anh Phát là Thiên Ân, chị Liz, chị Chế Nguyễn Quỳnh Châu, anh Ngô Kiến Huy. Rồi, hay, 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 hay quá. Bắn. 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 Con thắng quá. Ủa, con thắng hả? Ừ. Trời, đứa kia con, chú bắn bắn. Thì thắng còn phải bắn người ta chứ. Quê là quê là quê, chung với quê trời. Nhiều. Quán tù chi. Quảnh tù xì ra. Quảnh tù xì. Em trả lời. Hay quá trời ơi. Kể tên năm bộ phận cơ thể người. Vì con té, té là đậu lưng lắm nha. Dạ. Té là dễ bị dập lách lắm nha con. Dạ. Chứ là cái lường này dễ dễ bị chấn thương. Chứ là cái lường này dễ dễ bị chấn thương. Anh ấy nhắc, anh ấy nhắc. Anh nhắc mấy cái là liệt kê năm bộ phận cơ thể bắt đầu bằng chữ L. Lông mày, lưỡi, lường, lưng, lỗ phận gì? Lỗ gì? Lỗ mũi. Cũng lỗ rồi mới thành mắng em. Không kịp, người ta nói là hết giờ rồi. Rồi, quẩn tù xì đi con. Quẩn tù xì, quẩn tù xì. Con trả lời. Ok, kể tên năm lời quả nhà chú có. Quả mặn, quả ổi, quả đu đủ, quả hộp 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 gì hộp. Không muốn. Sorry. Hộp. Hồng Quân, hồi nãy anh hái cho em ăn rồi mà không nhớ. Quân, cái gì á? Sao anh chê nữa kìa, hồi nãy đi ngang qua chỉ rồi. Quýu. Rồi. Rồi, tiếp tục. Sắp hết luôn rồi nè. Quảnh tù xì đi con. Quảnh tù xì. Quảnh tù xì. Anh trả lời. Không hiểu ý nhau. Ok, cầm súng lên. Kể tên năm loại quả có lông. Chôm chôm. Kiwi. Đúng. Ba. Mắng. Mãng cầu có lông hả? Ít quả có lông lắm. Quả dưa chuột. Quả bí đao. Nó có lông măng ngoài á. Quả đào. Ừ, đúng rồi, quả đào. Hết được rồi. Hai thắng. Nãy giờ chỉ có một mình Tiểu Vy là trả lời được một lần đáp án. Đúng 5 đáp án rồi. Là Tiểu Vy thắng rồi. Hay quá. Chưa, không tính trả lời sai hả? Rồi để con thắng chú đúng không? Con thắng chú. Rồi Tiểu Vy thắng Phát rồi, hai người đấu chung kết. Rồi. Con thắng tiếp, con chơi tiếp, con đấu chung kết. Ủa? Vậy hả? Ừ. Sao lại Thiên Ân? Trời ơi, hên xui đi. Cái miệng Thiên Ân. Trời ơi trời, cái này là trời ơi trời. Quên xin. Mới xong luôn. 1, 2, 3. Trời ơi. Kể tên năm nguyên liệu có trong mì quảng. Mới ăn xong. Mắt kháng, gà, bún, đậu phộng. Ủa? Bộn vô. Tiệm mì quảng có mắt kháng mà. Ủa? Mì quảng làm gì có bún hả trọng? Ủa nè. Đã là mì quảng nên còn bún nữa. Hồi nãy ăn khen dữ lắm. Giờ nói. Mà hồi nãy tôi nhớ nhất. Chú có gì trọng mà. Quên. Mà nãy bốn người có mình em hỏi luôn á, chứ không ai hỏi. Rồi vô tiếp đi. Mắt khén. Mắt khén củ nén. Con cứ lộn củ nén với mắt khén hoài à. Mì quảng Tây Bắc. Tiếp tục. Dạ. Quảnh tù xì. Quảnh tù xì. Rồi con chọn trả lời, em trả lời. Con là chọn trả lời. Rồi. Kể tên năm loài biển có vú. À. Vú heo. Ủa, có lâu 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 lâu. Biển có vú. Cá heo, cá heo, cá heo. Một. Rồi, rồi, ủa, tự nhiên năm là nằm chặt biển có vú là vú heo hả? Là thèm đồ ăn. Vú heo nướng hả? Bao giờ hết quý trả lời thêm nào? Con nói cá heo. Thế rồi, còn con gì nữa? Khó. Quả tù xì. Nãy hỏi coi con không có vú gì hết ha. Nãy hỏi coi con không có vú gì hết ha. Ủa gì vậy? Ủa này công thêm hả? 1, 2, 3. 2, 3. Thắng. Con trả lời. Rồi. Kể tên năm loài cá nước ngọt. À, à,
cá kim cá kim cá kim cá gì nữa cá kim từ từ chị cá phèn ủa cá phèn nước gì chú cá lưỡi trâu sao kể cá biển không vậy ủa có vậy hả sao kể cá biển không vậy ủa có vậy hả cá tre cá lóc cá rô rồi đâu à cá tre cá lóc cá rô tại vì có cá tre tại vì con không ăn cá mỗi lần mình bơm lên đi điểm yếu à không ăn cá loại cá rồi quả tụi chị cuối cùng 1, 2, 3 con sao kể tên trời ơi hay à cái này dễ nè con chim đâu nhiều vậy chị nó đến nó ăn kìa ờ đúng là đất lành chim đậu kể tên 5 tỉnh Việt Nam có chữ Bình Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Bình Ba, không Bình Ba là đảo hả? Bình Điền. Bình Điền. À. Bình 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 Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa. Trời nó cho Bình Điền Bình Hưng Hòa luôn. Bị thời gian nó gấp á. À, bị liếu lưỡi. Bình Hưng Hòa. Ủa tự nhiên vui nhắc Bình Điền vậy? Bình Điền. Ừ. Bình Điền là cái gì? Cái chợ á. Ủa. Tự nhiên thế đi. Bình Thuận, Bình Phước, Ninh Bình, Bình Dương. Bình Dương không bắt đầu bằng chữ Bình mà Bình ủa bắt đầu bằng chữ Bình hay có Bình Định Bình. Có chữ Bình mà à, Bình Định, Bình Dương, Ninh Bình, Bình Thuận, Bình Phước con tưởng là bắt đầu bằng có chữ Bình có chữ, có Bình. Chữ Bình thì dễ hơn thua vậy thua rồi chúng ta đều thua mà bao nhiêu chị Minh thắng rồi kết quả có vẻ ngoài nhau tại vì hai người đều bị bắn vào ngoài không ai trả lời được chừng bây giờ chơi là chơi lớn mỗi người đặt mỗi người hỏi một câu người kia một câu hỏi về thế giới bên ta con hỏi ân hở thôi hỏi đi mỗi người có 5 giây mình hỏi mình phải trả lời được nha ân có người yêu chưa là chứ quanh ta mà thì đúng rồi cũng đúng chứ bộ ủa mà sao con lại đấu với ân vậy dạ cho chú qua đây ủa chú đấu với anh Phát trời ơi đúng rồi thôi sao mà đấu lại anh Giang ờ gì đâu không đấu em đấu trước đi anh sống lâu năm hơn em sao em đấu lại đừng có hỏi gì thêm cho xin miếng nước mắm bỏ vô đây đi thôi hỏi về có đáp án nha anh ướt xong rồi anh thấy anh đẹp trai quá nè bắn nhiều vô chú anh tự nhiên thấy anh Phát đẹp trai quá không người anh ướt nhìn sexy dễ sợ trong vực trong vật lý lượng tử trời ơi ơi hạt nhỏ hơn hạt neutrino là trời, hạt gì sao tôi biết 5, 4, 3, 2, 1 là hạt gì hạt quát à tôi thì không đối về mấy cái lượng tử gì tùm lum hết trơn á dạ con cá đực nào có chữa 5, 4 cá bò đực 1 cá bò đực cá bò đực cái con cá bò được cái con cá được đừng có chữa đó là con cá ngựa cá ngựa là con trống nó mang bầu à. Đúng chưa đúng chưa sao đơn giản vậy à. Con vừa coi con cá ngựa đẻ luôn ừ trời ơi đố đơn giản thôi chứ đều đố mà nguyên tử rồi đúng tiếp, rồi tiếp tiếp đố anh H2O cộng tôi không biết tôi không rành hóa học đâu bà ơi H2O cộng anh Giang gì con gì có mấy chân hả con gì có mấy chân không có đó con gì là con gì có mấy chân con gì có mấy chân không có con đó tôi đã là đúng mà à, đúng đúng hay con quá gì? Anh tỉnh quá con gì có mấy chân đúng rồi kể tên hai thành phố của tỉnh Quảng Nam 5 Tam Kỳ 4, 3, 2 cái đầu ối mấy anh Tam Kỳ Hội An đúng rồi đố đơn giản thôi gì đâu mình sâu xa đi rồi mà quên ờ đố anh con cá gì có 3 đuôi 5 cá 3 đuôi cá 3 đuôi cá gì có 3 đuôi lại cá 3 đuôi chú tỉnh lắm mình tính làm ảnh loạn mà ảnh không loạn ha dạ tôi nói là cái đứng hình nè dạ kể tên một tỉnh ở Đông Nam Bộ và có 4 thành phố chưa hết giờ rồi Bình Dương có 4 thành phố Thủ Dầu Một Thuận An Dĩ An với Tân Yên chú hôm qua đây nhăn quá ý em nói anh thua nhiều hả anh thua quá nhiều ê đổi người cái đi để mình ngồi mình soạn câu hỏi coi đúng rồi đổi người cho nó hấp dẫn Thiên Ngân ừ nơi nào lạnh nhất thế giới đó là lòng người đúng không mọi người đúng không đúng không đúng vỗ tay cho tôi cái
đúng không? Nên là những thế giới chính là lòng người. Trời ơi, tôi quên mất là tôi đang chơi với MC của Nhanh Như Chớp. Làm sao tôi chơi lại? Đúng rồi. Đó là đáp án chính xác. Rồi, tới tôi. Đúng rồi. Làm sao để con kiến cõng con bò qua sông? 10 giây. Ê, làm sao để con kiến cõng con bò qua sông? 5, 4, nó để chú 3, bắn đi. 2, 1. Lưng kiến. Ủa, con bò đều lên lưng con kiến rồi sao? Thì nó cứ cõng con bò qua sông thôi. Đúng là MC của Nhanh Như Chớp ha. Hiểu chưa? Anh nói rồi. Chơi sao lại? Rồi, có bao nhiêu biện pháp từ từ? 4, 3, 2, 1. Ê, bây giờ mình đố trong sách giáo khoa là anh không nhớ đâu. Tại vì anh sống lâu năm, anh càng sống lâu năm anh càng quên. Tôi đã biết điểm yếu của anh rồi. Cái đu đủ có đu đủ đực, đu đủ cái đúng không? Dạ. Làm sao phân biệt? Ủa, có đu đủ đực, đu đủ cái hả chú? Google đi. Rồi thua. Hiểu được là cái bông nó dài xuống như nè. Nó dài xuống như nè. Để làm thuốc đó con. Rồi, đố đi. Tác phẩm Tây Tiến miêu tả tỉnh nào của Việt Nam? Này cũng là sông Mã sao rồi Tây Tiến ơi. Đỡ sông Mã. Sông Mã là tỉnh nào? Không nhớ. Không nhớ. Sông Mã sao rồi Tây Tiến ơi. Mai Châu, Hòa Bình. Ờ. Thật sự không nhớ cái đó. Không nhớ nổi đâu. Thì đó là trong cái sách giáo khoa mới có thể chơi được chú ơi. Rồi, tôi nói chị có thích. Tiếp. Mang tim nói câu gì cuối cùng trồng được dưa hấu. Con ăn được thì mình. Cái quả này con vật ăn được thì mình cũng ăn được. Đúng chưa? Chim. Con chim đó. Con chim nó nói à? Mang tim nói chứ con chim nào nói. Con chim nào mà nói với mang tim. Con chim. Mọi người nói con chim. Con biết không? Dạ có không? Dạ, con chim ăn được thì mình cũng ăn được hả? Đúng không chú? Thì anh nói to con lên chim đi. Con chim ăn được thì con người thua cũng rồi, ăn được. Cô đã thua rồi. Thì tôi đã bán bên đây rồi. Chim ăn được thì người cũng ăn được. Giờ tới con hả? Rồi tới con. Tác giả của tác phẩm Chí Phèo là ai? Chí Phèo thì đỡ. Dạ. Văn Cao. Văn Cao. Ủa? À, cái gì? Là Vũ Đại Ngày Ấy. Nam Cao. Lộn xin lỗi. Nam Cao lộn xin lỗi. Lộn. Con quê cậu đâu? Long An. Con quê Long An đúng không? Kể tên một huyện giáp biên giới. Năm. Bốn. Cần Đước. Cần Đước rồi giáp biên giới. Tân Hưng. Tân Hưng hả? Ở Long An thôi chứ không có sống rồi đâu. À vậy hả? Góc thôi. Thì cô có thách đấu với anh Phát không? Đổi người được chưa ạ? Đúng rồi, đổi người đi. Cô đổi với cái miền Trung thôi là tác luôn à. Vô. Hỏi đi em. Ờ, trước đi con. Hoa hậu Việt Nam 2020 tên gì? Đúng rồi, đúng rồi. À, Trần Tiểu Vy. À, đổi đi. Trời ơi, nhanh quá. À, Hoa hậu 2020 là Trần Tiểu Vy là sai rồi. Đã bán là? Đỗ Thị Hà. Đỗ Thị Hà. Em nhắc sớm mà anh trả lời sớm hơn em. Anh sớm quá. Rồi. Khi nào 9 cộng 4 bằng 1? 5. 9 cộng 4 bằng 1 là 9. 3. 2. 1. 9 cộng 4 bằng 1 là khi nào? 9 cộng 4 13 là 1 giờ chiều. Đúng rồi. Ủa hay vậy? Căng thẳng nha. Là ai đúng? Dữ dằn nha. Anh đúng. Nhà trọ Destiny mùa 1 có bao nhiêu tập? 5, 4, 3. Đúng rồi. Ủa đúng rồi mà. Bây giờ mình kết thúc trò chơi này, mình ra mình chơi trò chơi hên xui mày rủi. Rồi. Ê. Bây giờ vậy, hai đứa gái được quyền chọn một trong hai người đàn ông này. Bánh tù xì. Bánh tù xì chọn một trong hai nữa. Chọn gặp là đấu nha. Ừ. Chung một đội đó, về chung đội với ai đó. Thắng quyết định. Chú. Bây giờ vậy, người thứ nhất đánh trái bóng qua bên kia cho người thứ hai đỡ. Đỡ xong đem bóng thả vô đây. Chung đội. Đúng vậy. Sau đó cái ngược lại. Rồi 2 phút đội nào nhiều bóng vào đó hơn đội đó thắng. Ok. Bây giờ mình nháp trước được không chú? Nháp trước ví dụ phát. Đó. Làm hứng. Là hứng làm sao cho cái trái banh nằm trong dĩa. Tưng về đây chứ không được để trong dĩa chạy về. Tưng tưng tưng. Sau đó phát đánh ngược lại cho tôi. Đi đâu khó. Đi đâu khó. Vậy thắng rồi. Đó, đó là vậy đó. Rồi, phần thưởng là gì anh? Rồi.
phần thưởng là bữa tối nay rất là đỉnh cao. Wow. Nếu thua? Thua thì rửa chén, rửa bát hết tất cả mọi thứ. Đội nào cho trước, quán đồ xì đi con. Giành quyền. Quán em quán đồ xì, ra cái gì, ra cái này. Rồi, thắng quyết định. Cô chơi trước ạ. À. Dạ, chơi trước đi. 3, 2, 1, go! Tập trung nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Nhanh lên, thời gian đang chạy đó. Wow. À là có giới hạn thời gian hả? Đây đây, tôi được chú, tôi được chú. Wow. Cái trái màu đỏ như chú đừng có giục cho con nha. Cứ chọn trái màu vàng á. Mạng kim, mạng kim hả? Tập chút, tập chút nha. Dạ. Hay. Sao mà kỳ vậy? Còn con lực coi chú, nhanh lên hết giờ bây giờ. Bao nhiêu phút ạ? Mấy phút vậy? Tổng mấy phút? Đánh lại cho nó luôn. Dạ, 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 dạ. Có không? Có không? Có không vậy? Ủa em đâu có chụp bằng tay đâu, nó tự đốt vô người. Trời ơi, vậy? Chú. Chú. Rồi, đếm đi con. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Được rồi. 3, 2, 1, go. Vô. Vô, em đánh trước đi. Rồi, tươi, tươi. Em tính hại hả? Ủa? Hay quá. Tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp luôn. Coi chừng. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Anh trái em trái chứ. Ơi. Nope. Trời ơi. Ơi anh ơi, sao anh phải? Bỏ dép ra con, bỏ dép ra chạy cho dễ. Bạn có đánh qua em cũng đánh không được anh ơi. Có thường. Ờ anh có thường quá à, anh phải thử chứ mới biết được chứ. Anh giỡn thôi, tại nó rồi đó. Em làm anh mất tập trung nữa. Nè anh đánh nó cho em nè. Mày. Đó. Rồi. Gần tới sẽ rớt, gần tới sẽ rớt. Ủa sao vòng vòng hoài vậy? Thấy không? Em thấy không? Em thấy không? Anh tính trước rồi. Anh nói này gì xuôi thôi. Ok, cố gắng, cố gắng. Ủa rồi. Nè, xem vòng, xem vòng nè. Đúng rồi. Đánh, 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 đánh. Quên. Sắp hết thời gian rồi nha. Đánh, đánh, đánh. Ủa anh. Ừ. Ấy gì vậy? Đánh đi, đánh đi. Vô lý, hết rồi. Lấm, 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 lấm. Đánh, đánh. Rồi. Còn 20 giây. Nãy giờ 3 trái là rơi hết ở ngoài 3 trái luôn. Vô Ân. Vô mình, Ân. Mình chớm lại mình tấu hài đi Ân ơi. Anh đâu có cao 1.5 đâu. Anh đâu có cao 1.75 đâu anh. 30 giây.
ông nội cái này. Cái mồm cái mồm. Giờ cái thao cho các. Mệt quá. Mấy cái con? Dạ 1, 2, 4, 6. Quê! Quê ơi! Quê đâu? Nope. Ăn gian á. 6 ăn gian thêm quả rồi còn 5. Là mình thắng đúng không? Là chú thắng á. Nói chứ em có 2 quả à. Ở vậy hả? Trời ơi là trời. Rồi đợi mình thắng. Yeah. Khó quá. Đợi thua. Hả? Đợi thua thì rửa chén. Đợi thua là rửa chén tất cả mọi thứ đó. À. Ok chưa? Dạ. Về qua cho bên kia. Đi thôi. Anh xui mày đuổi. Vô. Trời ơi. Nuốt không vậy chú? Đá nha. Đây là trò gì em Giang? Rồi qua đây. Con đầu chú đúng không? Qua đây. Ủa không được chia lại hả chú? Không làm gì có chia lại. Mình sẽ chơi trò chơi trái phải. À. 2, 3. Cùng hướng là dính. Hiểu ai thua là vô cắt cái này nữa. Bên kia đậu cử ra đây trước. Anh đấu trước nha. Anh đấu trước đi. Ok. Rồi. Anh đếm đi. 1, 2, 3. Đó thắng. Hay quá vậy đó. Chú ơi chú. Không sao mấy cái đầu làm sao mà nó rớt được con hiểu không? Ừ đó, khỏe rồi. Tới con. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là con thua rồi đó. Vô. Vô. Ồ, vậy hả? Thang ơi. Dễ thương quá vậy. Rồi, ok, ok. Mấy cái đầu chứ mấy sao. Mấy cái đầu có gì đâu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Này giống chơi gỡ bơm quá anh ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tôi thua hoài vậy. Ừ, tôi thấy mặt. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Khi nào nó mới sập? Giờ chơi lớn không? Làm gì anh? Cắt luôn 2 giây. 2 giây. Chơi luôn. Vô. 1, 2, 3. Vô. Ủa sao lẹ vậy? Hai. Không, từ từ. Bác sĩ cắt chỉ nó cũng thường thường mà. Không được vậy. Không được luôn hả? 1 giây. Sao tôi nghi quá. Trời ơi. Con, tới con kìa, bánh xì kìa. Ân ơi. 1, 2, 3. Hay quá Ân ơi. Ăn hên thôi. 2 giây. Chết rồi, thiệt luôn á. Ngồi lui lại xíu con. Biết tại sao tôi chưa đúng điểm không? Tại chuẩn bị rớt. Chết rồi, con xui màu đỏ lắm. Nghe lời chú, cắt 2 giây hai bên. Nhúng mặt lên. Thấy chưa, thế chú nói có sai đâu. Tôi nghi cắt hết không rớt quá. Tôi nghi cắt hết không rớt quá. Ê ê không 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 ê nó đó chính nó phải không? Không đưa vô là cứa rồi. Ôi tôi ơi vô vô đi ơi vô anh em vô. Một giây thôi, một giây thôi, một giây nhanh nhanh chạy nhanh. Anh em mình là ủa sao đúng lỗ rồi bịt cái lỗ lại đúng rồi đúng rồi. Anh em là chắc chắn một người thua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 giây nhưng mà Vi thả nó đi, Vi thả nó đi. Đâu em? Anh ướt xanh xanh xanh. Chà chà chà. Hay quá. Thắng mọi rồi. Mọi người ép tôi. Ép tôi nữa. Tôi lao mình xuống cái tôi. Hên quá đội tôi toàn thắng 2 trò chơi luôn. Còn có 1 giây cuối mà. Giây này là cái gì? Cột lên đúng không? Nè giây này cột nè. Nãy anh bảo đừng cắt này. Ăn gian mà cũng được. Thôi nghỉ ngơi rồi kiếm bữa cơm chiều thôi. Yeah. Dễ gì? Là được nghỉ á chú. Ngồi xuống đây tâm sự xíu đi. Dạ. Ba kỷ niệm ngày cưới hai chồng chú nè. Ủa vậy hả? Mấy năm chú? 5 năm rồi.
Thích quá hả? Nửa thập kỷ. Thích quá là con thích. Con muốn có chồng hả? Con thích có mối quan hệ 5 năm tại con chưa có mối quan hệ nào 5 năm hết trơn. Anh ơi, ủa anh mấy năm rồi? Anh là có 5 năm đó. Hồi xưa là có quen 5 năm đó. Không, hồi xưa thì nói gì chi. Không, ý nó anh đã từng có. Chú không biết. Chú làm sao biết được? Chú là dispatch của Việt Nam. Ủa nhưng mà giờ ba mẹ em ở đâu? Anh đánh trong lãng qua câu chuyện khác đó giờ. Chứ gì nữa. Có những lúc ngồi như thế này mình mới suy nghĩ là nãy giờ mình chơi những trò kia làm chi. Đúng rồi chứ, mình chơi làm gì chứ? Chơi cho vui. Nhưng mà vui không? Vui. Vui. Mà hôm nay em thấy hai bạn hoa hậu mình chơi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hoa hậu đâu chơi mình bạo được. Con mẫu người đàn ông của con sao? Nói cho nghe là chú kiếm, chú kiếm chưa? Con đang tâm tai. Đang tâm tai. Chơi năm nào cũng tâm tai vậy? Chơi năm ngoái cũng nói chú tâm tai, giờ năm nay cũng tâm tai. Tâm tai 3 năm. Ủa là tâm tai có 3 năm hả? Dạ. Sao em coi em tâm tai hai mấy năm nay? số em oải vậy ta? Em là dạng cốc tai rồi. Chắc phải tâm tai. Cốc tai. Chịu hạt mưa không... Chịu hạt mưa thì sao? Không hạt nào rơi nhầm chỗ đó. Những người ta gặp không bao giờ là sai. Không bao giờ là ngẫu nhiên. À không bao giờ là ngẫu nhiên. Thôi thì câu chuyện chúng ta buổi tối chúng ta sẽ bắt đầu nói thêm về vấn đề này. Dạ. Giờ vào trong nghỉ ngơi ha. Dạ. Không có hạt mưa nào rơi nhầm chỗ, đang rơi đúng chỗ chúng ta. Chúng ta nói nhiều thêm chút nữa chúng ta sẽ bị bệnh. Dạ. Đi con. Đi vô nghỉ ngơi thôi. Ừ. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có những cái món như sau, như là thịt xíu, cuốn bánh tráng, rồi cà pháo ngâm trắng bóc như là phát la. Ghê chưa? Đó, cổ này là cải chua chú tự ngâm luôn, mà sẽ chấm với lại mắm nêm, mắm cái đó. Dạ. Hôm nay đặc biệt là trời mưa quá cho nên mình ăn ở trong đây. Ăn ở trong đây chứ dạ. Ngoài kia là mưa rồi, không được dạ. Rồi. Ok, thôi nâng ly. Rồi, mời cả nhà. Uống này đi, này uống này đi. Này ngon hơn hả chú? Hôm đây. Nay trời mưa uống bia con cảm thấy thích. Cảm ơn chú nhiều. Trời ơi, lần đầu tiên nói là cảm ơn chú á. Bia này chắc hai đứa lần đầu tiên uống nè. Chắc dạ, lần đầu tiên uống. Tại bia này là bia thủ công và nguyên liệu là nhập nước ngoài hết. Rồi, vô. Quay sao, quay sao, quay sao, quay sao. Cảm ơn con. Chú cũng bánh tráng. Món này con qua nhà chú ăn hoài mà. Con chưa ăn. Ủa sao vậy? Chứ mày bữa qua ăn gì? Con ăn cá nục thôi. Con ăn cơm gia đình thôi. À vậy thì thử đi. Rồi. Dạ. Củ vô. Em có rau muống chưa? Dạ rồi. Chú mình sẽ chấm với. Con có hai loại chấm, đây là nước xíu hay là cái mắm. Mà chú nghĩ con nên chấm mắm đi. Nghĩ là đúng rồi. Cho nó mặn mà. Trời ơi, chỉ có hai phần rồi thôi đó. Mấy anh review không có phần đâu, đừng có nhìn lâu quá. Chứ review ăn món khác, để chú cô nấu á. Đoàn cho mấy review rồi. Dạ. Mời chú mà mọi người, mời mấy anh. Rất là quên mời. Mời cả nhà. Trời ơi, nó bị bung ra. Giờ sao mấy anh review? Ngon quá à. Cái này là gì đấy anh Giang? Nước xíu. Nước xíu. Nước xíu mà trộn với cái này ngon không? Ngon luôn. Ngon luôn, thử nha. Thử không? Tên không? Em thử, em tên. Ok. Rồi ok. Ngon quá hả? Mấy người phim giờ sao anh phim? Cho miếng bánh tráng em. Ngồi xa cái rổ rau của yêu dấu của em á. Chú con xin chanh được không? Ừ, chanh gì? Xin chanh được không đó. Chanh lấy chứ chanh. Rồi. Cắt ra cho em nó. Ngon quá, ngon quá chú ơi. Đó là dính chú ơi. Bữa nào mà không có chú làm gì à? Ghé nhà hàng chú á, ăn. Dạ. Gọi điện chú thôi. Nhà hàng chú là ai làm chú? Ừ? Nhà đầu bếp làm. Nóng chết. Lúc từ đây mà ra mà không? Mà bắt vị. Ngon anh. Này. Em muốn ăn không? Ừ. Thử này không? Nè anh. Cái này không? Cảm ơn anh rất là.
Nhưng mà ngon quá à. Con muốn khóc luôn á. Sợ gì đâu khóc con. Không ai lo cho con bữa cơm mình não hả? Trời ơi. Nói chuyện đi cưng. Ra đây em đang lấy cái dĩa cái. Chú. Chờ con không ăn ra đi. Thôi để chú được lắm. Này có hai đứa cháu. Ăn cơm về cho mình nha. Cái gì vậy trên mạng đó? Bất ngờ vậy. Còn không là hôm nay ăn thịt chứ. Đúng không? Đúng rồi. Có đó mà. Có. Thịt chứ ăn với cà bảo. Đồ cười vậy hả Nhung? Sao anh làm không vui em làm thử coi. Em làm cũng không vui đâu. Từ từ, vô cái đi. Sau ngày hôm nay là về cũng tiếp tục công việc với gia đình, với công việc này nọ. Dạ. Đây, giờ mình ăn miếng cơm với gia đình mình nha. Đúng chưa? Đó, mỡ ra mỡ, thịt ra thịt. Rồi mình lấy miếng thịt gia đình mình ơi. Ủa chú. Ơi. Cái này là chú quay nhiều không chú? Nhiều con. Mình xin miếng cục cải chua mà gia đình mình ơi. Cái cơm. Rồi mình ăn với gia đình mình. Anh ăn cái này đâu có ớt gì đâu mà quay phim cứ ngồi nói cay 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 rồi. Quay phim cay anh. Ngon gia đình mình ơi. Ớt thì ngon quá à. Thường mấy anh quay phim quá. Trời ơi tôi không ngờ tôi làm cái món cải chua để ngon vậy luôn á. Gia đình mình ơi. Cái này là phải chấm với cái này. Đúng đúng. Biết trời con bé đó hay quá. Cái gì không biết. Thôi mình chung anh chú. Cái này trời ơi định. Vô cái gia đình mình ơi. Bây giờ mình sẽ có một cái talk show nói về bữa cơm gia đình. Thì trong đây bữa cơm gia đình ai là được nhiều nhất và tầm quan trọng của bữa cơm gia đình như thế nào? Chắc con ít. Ít hả? Vy cũng ít không, mà con cũng vừa vừa. Con ở chung với ba nên là chắc là con ít. Sẽ nhiều hơn Vy. Ít. Nhưng mà con đi làm suốt á. Nên mỗi lần nhà đi làm thì ba con sẽ không nấu cơm luôn. Nên là con phải ở nhà con nấu cơm thì ba con mới ở nhà ăn. Hoặc là con ở nhà thì ba con mới chịu nấu cơm. Mà mỗi lần con đi làm mà con không về ăn cơm thì ba sẽ giận. Ba buồn. Ba hay nói là không dành thời gian cho ba cái vậy. Tại vì ở một mình. Phải con ở một mình. Phát cũng ít. Tại phát ở một mình. Em là ít nhưng mà là vẫn tranh thủ nha. Vẫn tranh thủ. Đúng. Tại vì mẹ ở nhà là nếu mà không ăn với em là mẹ mang mình. Rủ mẹ tới phim trường ăn, ăn cơm đoàn. Đó luôn hả? Đúng hả? Rồi người ta nói em bào đoàn phim sao? Thì đó thì em cũng dán tranh thủ ra ăn với mẹ. Mà nhiều khi đi làm về nhiều quá, đi làm cả buổi mẹ cũng phải ăn mình. Tội mẹ. Còn con thì con thích ăn cơm gia đình, con thích ở chung với ba mẹ. Vậy hả? Chú thì có đi làm khuya 2-3 giờ về cũng hai vợ chồng ngồi. Có thể là ăn rất ít nhưng mà nhâm nhi rồi kể chuyện trời dưới đất cho nhau nghe. Đúng rồi. Rảnh là ngồi lại với nhau. Cái làm món này món kia, miếng bò hay là dĩa đậu hũ chiên hay là gì đó, dạng gì đó. Tâm sự. Tâm sự. Tâm sự để hiểu nhau và biết cho nhau. Gia đình mình ơi. Nghe anh ơi. Vô cái với gia đình mình. Cái thịt này nó mềm hơn chú không? Thường là những buổi tối ở nhà trọ tới đây là buổi tối chiêu mà. Là nướng bập bùm rồi dạng vậy. Hôm nay trời mưa quá thì anh em mình gia đình mình vô nhà. Rồi gia đình mình ăn. Thôi kệ con cũng thích vậy, con thích ăn cơm với gia đình vậy đó. Dạ. Chứ con thích bài bữa đó đúng không? Ăn cơm gia đình cũng bài. Bài chứ, không có nhiều người bài chứ. Nên thôi mình cứ ngồi chiêu chiêu một hai miếng bia rồi nói chuyện với gia đình mình ơi, vậy thôi. Nói cái gì chủ đề của chú nói hồi sáng đi, ở với gia đình hay là không ở với gia đình? Thực ra cái đó thì cũng khó nói tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh chứ ai chẳng muốn ở gia đình. Đúng. Đúng. Nhưng mà Vy có thích tự lập không? Thích. Thích hả? Nhưng mà vậy em thích ở riêng hay là ở với bố mẹ? Em thích là nhà em bên cạnh nhà ba mẹ. À hợp lý. Hợp lý. Cho nên bây giờ mới có rất là nhiều các cái loại căn hộ là dạng như dual key á. Nghĩa là cùng một căn hộ đó nhưng mà có tới hai cái cửa, hai cái khóa khác nhau. Đó, cho gia đình sinh sống chung với nhau á. Chú ơi, em phải ăn cái bơm cháo này vô bỏ thịt vô nó ngon lắm luôn á. Nãy giờ ai cũng đang ăn vậy mà. Vô ạ. Vô ạ. Cho gia đình mình. No quá. Ủa gì mới ăn nó? Con ăn liên tục nãy giờ. Ăn từ con, ăn còn nói chuyện rồi chứ. Này mà chép bên nước ngoài người ta gọi là gì? Juicy. Yeah. Yes. Ồ, hay quá. Juicy. Không biết sao giờ này hay nói tiếng Anh. Chắc sắp đi thi quốc tế hả? Gia đình mình ơi. Dạ. Nói gì vui vui gia đình mình. Dạ. Áp lực quá. Một đầu sẽ ghi hình mấy ngày vậy đó. Xong rồi hôm nay thì hai cháu nó sẽ về. Em ở lại với anh tối nay. Dạ. Sáng mai mình về chung. Để mình bàn kịch bản luôn. Dạ.
Với lại em cũng phải kể cho anh nghe kịch bản mà em hứa kể qua anh chưa kể luôn. Đúng. Ừ. Bàn với nhau. Dạ. Sao anh em cho làm một cái phim chiếu rạp, phát thì chuẩn bị ra một cái series hài. Nhưng mà làm xong mới thấy là làm phim là bắt đầu anh. Bắt đầu. Em thấy là anh làm cái content hay quá à. Content mà nói từ á. Hết hả? Làm content nó đây, hay ghê. Đây, mình ơi. Mắm nó đủ của mày càng. À, con mày ăn thêm cơm nữa, bắt đền chú. Trong đây là chú làm đủ, chú hái ngoài cây. Dưa leo chú hái đây, rồi chú mua thêm cà pháo chú hái đây, với lại chú mua thêm cái củ cây trắng. Ủa chú, bây giờ mình ăn xong chút mình có ăn tiếp không chú? Ăn gì nữa con? Vậy là xong rồi chú. Thực ra chú có nấu hai món đại đoàn là cá hấp cuốn với lại lẩu gà. Cái gì? Ngon chú. Ăn cái cơm. À chú nói cái món con phải ăn là món nào? Gà hàm xả. Gà hàm xả đu đủ. Trời ơi. Được không? Nó chơi bụng thôi. Mày đi xuống đây mấy lần hả? Hai ba lần vậy. Vi chắc lần đầu hả? Dạ, Vi lần đầu. Tại Vi mấy lần trước nó bận đi. Trời ơi. Ngon quá. Gia đình mình ơi. Mắm ngon quá gia đình mình. Gia đình mình đây. Hết rồi. Có thêm cơm thôi. Ăn con kệ, rồi ăn bữa. Dạ. Dạ rồi chú ơi. Đúng rồi chú biết mà. Hay lắm chú ơi. Nó một con mắm. Ờ trong này nó có lá gừng nữa cho nên nó rất là ngon. Tét nách không? Tét nách nha. Lo ăn bữa cơm vậy đó. Đúng không? Ủa chú, sao trên mạng người ta lại chửi mình vậy chú? Mình là ai? Giờ chửi con. Trên mạng chửi con hả? Chửi sao? Người ta chửi. Người ta chửi con sao? Người ta chửi con lùm lá hết. Người ta nói sao? Người nó không tốt gì con. Ví dụ? Tại nó lùm lá hết. Ví dụ một cái mới hiểu chứ. Để coi cái nào nó hợp lý, nên sống được. Chứ nói là nó công sợ quá. Rồi, nhất là về nè. Thời gian là không hỏi mình gì hết, nhưng mà luôn có câu trả lời cho mọi thứ. Thứ hai là mình sống là mình phải hiểu rằng là trên có trời dưới có đất. Mình không có làm gì xấu thì không sao, nhưng mà mình làm xấu một cái ông trời ổng có thể chưa, ổng chưa hại mình liền đâu. Cho nên cũng hiểu là người sao khóc. Tại vì con tức. Sao gì đâu tức? Con là gì sao người ta nói con? Vì con nổi tiếng. Vì con là người của công chúng. Đúng không? Tại vì con không có. Thì người ta cũng nói chú nhiều mà. Nhưng mà người ta chửi kỳ lắm. Rồi bây giờ chú hỏi nè. Ngày mai con là người bình thường, cũng không phải là Trần Tiểu Vi, không phải là hoa hậu dạng như là người ta nói là đẹp nhất Việt Nam. Con là người bình thường, không ai biết con là ai. Con chỉ là một đứa gái xinh xắn ngoài đường thôi. Và bỏ hết tất cả mọi thứ, con là một người không ai biết hết. Chịu không? Không. Đó. Con không chịu, con trở thành một người bình thường thì con phải là người của công chúng. Đúng chưa? Đến một ngày nào đó mà không ai nói gì về mình thì lúc đó mình mới sợ rằng là mình không còn giá trị cho cuộc sống này nữa. Mà con phải hiểu rằng là những người trên mạng nó không phải là đại diện cho xã hội. Ý con biết không phải đại diện, nhưng mà kiểu con bị tổn thương. Một phần là như vậy, với lại là kiểu mình cũng đâu có phải tệ hại tới cái mức đó đâu. Với cả là con kiểu là những cái điều không đúng khi mà nó bị nói nhiều quá, nó sẽ kiểu sẽ bị đánh tráo thành sự thật đó chú. Cho nên không, nó không phải, không bao giờ sự thật, nó luôn là sự thật. Đây nè, chú kể nghe câu chuyện như nè. Hồi xưa có thằng sự thật và có thằng giả dối chơi chung nhau, giống như Trường Giang Phát La vậy đó. Vậy thằng nào là sự thật, thằng nào là giả dối? Cái thằng sự thật và thằng giả dối hồi xưa chơi chung nhau thì đốt đến ngày trời đến rủ đi tắm biển. Thì cái thằng sự thật nó tắm ở dưới, thì thằng giả dối lên trước, nó mới mặc cái áo của thằng sự thật nó đi về. Và nó giục cái áo của thằng của nó đi, nó giục đi. Thì cái thằng sự thật nó sẽ đi về và không mặc đồ gì cả. Từ đó về sau tân tin vào một cái sự giả dối khoác lên bộ mặt của sự thật, nhưng người ta không bao giờ tin một sự thật trần trụi. Nên cuộc sống này vậy á. Họ chỉ nghe những lời nói
nó hoa mỹ, nó giả dối, ẩn chứa bên trong, ở ngoài là sự thật. Nhưng mà nói thẳng ra thì họ không nghe. Mà hiểu không? Đôi khi mình phải thả lỏng cho mình chút xíu, đôi khi mình cho mình nhẹ nhàng xíu, mình cho mình tình cảm xíu, cho mình hy vọng xíu thì cuộc sống mình sẽ hạnh phúc hơn. Mình còn khóc được là cũng tốt, bởi vì mình còn cảm xúc. Chứ đến lúc mà chai sạn đi rồi không khóc được thì lúc đó mới sợ. Đó mình làm một cái máy bấm nút là chạy. Thì tao cũng trải qua giống mày rồi nên tao hiểu mà. Đỡ, Thiên Ân cũng bộ tỉnh Thiên Ân bị thường hả? Cho nên á là ai cũng sẽ bị chửi. Mà họ chửi mình không phải là vô cớ, để chúng nó cũng sẽ có một cái phần lỗi về mình. Hồi xưa người ta chửi chú dữ lắm, chú cũng im lặng, bởi vì sao? Có phần đúng và có phần sai. Phần đúng thì mình nhận, phần sai họ không nhận, bởi vì họ không có nhu cầu với mình sai, bởi họ bên họ muốn nhận sai thì họ đâu có chửi mình. À, cho nên mình chỉ chấp nhận thôi. Còn cái việc mình là phấn đấu bước đi, làm việc tốt, ông trời ông luôn nhìn thấy, ông sẽ cho mình những gì mình đối xử với đời. Không phải bây giờ, không sớm thì muộn, nhưng chắc chắn sẽ có. Sẽ tới. Ừ, chắc chắn gì đó. Trời bé nó mỏng manh. Bé mỏng manh quá. Còn con phải cảm ơn họ vì chính nhờ họ con với mình nè. Con vẫn phải bước đi, phải cảm ơn họ chứ. Đúng chưa? Thôi vô gia đình mình ơi. Dạ. Chết rồi, con làm chầm luôn á. Thôi bây giờ mình nói về chủ đề khác đi chút. Mà con cũng tức. À, tức gì nữa? Thật ra là mình không con có mới, con mới kêu đổ vào chủ đề mới luôn. Xong rồi con nói con quay lại. Con quay lại liền luôn á. Mấy thằng này từ cái nói quẹo phải không, con quay ngược lại liền. Con không có dùng nick ảo nha. Mà nhiều lúc con tính lập nick ảo thì con vô con chửi lộn chứ. Đâu cũng được gì. Con tối ngủ con sẽ nghĩ về những cái điều đó. Rồi con phải bận tâm cho những nick ảo của con. Bận tâm đến lúc người ta có khi nào nó phát hiện mình là Tiểu Vi không? Lại bận tâm như vậy nữa. Đúng không? Thôi, cứ sống, cứ cống hiến. Hoa hậu là có nhiệm kỳ, nhưng mà lòng nhân ái là không có nhiệm kỳ. Con có chắc là 5 năm nữa con vẫn còn thương chú không? Con đâu chắc. Trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời này á, nó chỉ nằm ở hiện tại là chắc chắn thôi. Sống nhẹ nhàng thôi. Rồi anh Phát nói gì với em đó rồi. Đổi chủ đề, anh nói gì với em đi. Anh thì anh nói vậy, tại vì anh ở cái thế hệ nó gần với em hơn. Ví dụ nãy là những cái chia sẻ của anh Giang, nó ở cái thế hệ là anh Giang anh sống lâu năm hơn mình rồi, anh có những cái góc nhìn nó khác. Nghe buồn. Lớn hơn là hiểu rồi. Nghe tổn thương. Lâu năm hơn. Diễn viên hài chia sẻ nó cũng phải hài hước với anh. Ồ hay quá. Đúng rồi. Đó thì em là nó cùng vậy, như cái thế hệ với Tiểu Vi có là cũng hiểu được. Dạ. Đồng cảm. Em á. Còn anh là đồng lõa đó hả? Vâng. Em thấy là xã hội bây giờ là Nhiều điều quá. Càng bị cuốn theo đó thì mình bị loạn, mình bị khổ não, mình bị mất rất nhiều thời gian cho nó. Thì anh thấy là có một cái cách duy nhất thôi là mình tập trung vào phía bên trong mình thôi, là chính bản thân mình và những điều có giá trị với mình, ví dụ như gia đình, ví dụ như bạn bè. Thì một ngày ai cũng có 24 giờ, đúng không? Thì mình phân thời gian để mình dành cho những cái điều nó thật sự có ý nghĩa với mình. Thì nếu mà em lựa chọn đối đầu lại với họ thì ngày em sẽ mất thêm mấy tiếng đồng hồ để mà đi nói chuyện với họ, trong khi đó không đáng, đúng không? Không, thật ra là chỉ có người đi qua cơn bão mới hiểu người ở trong cơn bão phải chịu những gì thôi chú. Trời ơi, chú hồi xưa chỉ là bây giờ Tử Vi nó mới á, nó mới nhận được những cái đó, nó không có giống như mình. Em còn mới quá. Tụi con sao lên báo bằng chú? Trời ơi. Em không, nhìn chú ở một cái tầm khác rồi. Em là còn mới bị buồn chút xíu thôi. Em nhìn anh đi, anh vậy mà nó nói anh giống. Em thấy đau khổ chưa? Tào lao. Trời ơi, bỏ tiền ra làm tóc, make up đồ cái thứ, stylist đồ cái thứ, cuối cùng lên ơi sao giống đâu có vậy. Trời ơi, chết tôi luôn. Chắc cũng có chỗ giống thì người ta mới nói. Đúng không anh? Có phần đúng luôn. Đúng không anh? Cho nên là mình phải ngồi mình suy nghĩ lại là mình còn cải thiện được cái gì nữa để cho nó ok hơn. Thì hay hơn là việc đi đấu vỏ mồm với họ. Ừ. Thì ở góc nhìn của anh thôi. Mình sẽ không bao giờ là một người hoàn hảo như mình mong muốn được. Mình chỉ là một trạng thái tốt nhất mà mình mong muốn thôi. Vô. Anh Giang là cũng vất vả, kiểu như là cũng nặng nhọc. Anh cầm ví dụ như 5 ngày, cầm 10 ngày, cầm 5 tháng. Nếu cầm không được thì mình cứ buông bỏ xuống. Em thấy là anh cầm rất nhiều số đỏ mà chưa thấy anh buông cái nào. Đàn em xin một miếng đất không cho là không cho. Đúng là anh có cầm, mà anh cầm trong ngân hàng á. Thì là 2-3 cái tay đang cầm cái sổ. Đúng rồi, chứ không phải mình đang cầm đâu. Hèn chi xin hoài mà không cho. Sao tự nhiên câu chuyện mình nó đang bên triết lý cuộc sống nó qua bên bất động sản vậy? Không khí đấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.
Xong chưa Vy ơi? Xong rồi. Ok, đây anh cách cho anh cho. Tạm biệt nhà trọ đi. Bye bye Destiny. Bye bye căn phòng. Bye bye nhà trọ Destiny. Ân ơi. Ơi. Xong chưa? Dạ rồi. Ok, đây anh kéo cho. Chị thôi. Này, bỏ lên đây luôn nè. Em cầm cái điện thoại của em đi. Ở đây thích hả? Ở đây thích lắm. Yên tĩnh mình. Ở đây ngủ lại vui lắm. Ê, ở đây đẹp ha. Đẹp mà. Yên đẹp bình, mà. Mát mẻ. Ủa em đang đâu ạ? À? Em đi coi mấy máy móc mua cho con. Nãy anh mới nói chuyện với Tini á. Dạ, nói gì? À, ba ơi, hỏi gì? Mẹ đi lâu lắm. Ý có nghĩa là mẹ đi từ sáng tới giờ chưa về mà bà nói là ba ơi mẹ đi lâu lắm. Tội ghê á, tí không đi chơi thì tội quá. Đã quay xong chưa? Đã quay xong hết rồi. Uống gì rồi sao mà nghe giọng gì dựa rồi? Đâu có, uống X-Quest á. Tâm tình với lại mấy anh chị em với Tiểu Vi. Chờ bà ngồi bà khóc tội nghiệp, dễ thương ghê. Con đó không ai về rồi. Bà Phát La đang tiễn Tiểu Vi với lại Thiên Ân về. Còn anh thì anh ngồi đi nói chuyện với em. Lên xe đi. Bye bye bà. Mời hai bạn. Bye bye. Lên xe, lên xe. Bye bye em nha. Có lời gì nhắn gửi cho anh Giang không? Nói là chú ơi, vài bữa nữa con xuống tiếp nha. Ừ. Chú đừng có buồn. Rồi. Chú. Con xuống chú mới buồn đó. Chú không có buồn, mình xuống là chú buồn đó. Mấy giờ em về, giờ này em cũng chưa về nữa. Em đang đi qua em coi mấy cái máy, tại vì đi dò giá mấy chỗ. Mai là kỷ niệm ngày cưới á, giờ mình đi đâu chơi không? Đi đâu chơi? Quà cáp gì không? Chuẩn bị xíu là anh thấy anh chuẩn bị ngày mai là anh sẽ thấy nó, mai mốt anh sẽ thấy nó cài rất là nhiều. Tiền máy thôi là quá chừng rồi. À là kỷ niệm ngày cưới là em cà thẻ đó hả? Chưa có mua gì hết nè, sáng giờ chưa cài thấy không? Sáng giờ chưa cài đó là vì đi dò giá. Thôi thích thì mua đi dò giá gì nữa. Mai rủ cả nhà đi đâu chơi không? Ai biết em. Ăn uống gì không? Mai là tầm 10 giờ hơn 10, 8 giờ là xuất phát từ trường Tini xuống đón anh thì tầm 10 giờ hơn tối á. Ok, lúc đó anh dậy rồi nên chặt dừa về cho em. Đúng rồi, chặt dừa hợp lý đó. Về xong rồi về thì chỉnh tủ đi. Bye bye anh. Dạ cảm ơn anh, hôm nào hú nha. Ừ, hôm nào hú. Bye nha, về cẩn thận nha. Ây da, bye bye. Woo. Ây da, cô đơn lẻ loi một mình. Thôi anh Hữu Dĩ con để con đợi đó con ơi, con nói là ba ơi mẹ lâu lắm. Tội nghiệp kia, lại hồi chiều hôm qua cho đi chơi rồi. Thôi anh Thanh Hữu về đi nha. Anh Giang ơi. Anh Giang ơi. Dạ dạ. Dạ. Xong hơi hả? Lộn quá rồi. Cái gì xong đất hả? Anh bước ra đây cho tôi. Thử thách. Đây. Thử thách. Anh bước ra đây. Rồi thử thách của Kiều Văn Tấn đó chính là sở trường của anh luôn. Đó chính là những câu nói lưu lát. Là bắt không mất tiền mua rồi là cho nó nói cho vừa lòng nhau. Chưa gì đấy đùa đó. Nè, câu của anh cần phải đọc là nói năng nên luyện luôn luôn. Cái gì? Nói năng nên luyện luôn luôn. Rồi, 2, 3. Chưa? Còn câu nữa. Lời nói lưu lát, luyện luôn lúc này. À, nói năng. Nói năng nên. Lấy lại. Nói năng luôn luôn. Anh không có cố gắng gì luôn.